Các bạn ơi, các bạn có thấy là xa xa đằng kia có rất là nhiều người đang đứng đợi cái đằng đó không? Đó chính là những diễn viên quần chúng của một bộ phim điện ảnh của Hàn Quốc sắp được ra mắt trong thời gian sắp tới đó. Và diễn viên chính thì cũng rất là đẹp trai và rất là ngầu đó nha. Mình rất là muốn bật mí cho các bạn đây là bộ phim gì, cũng như là diễn viên chính là ai. Nhưng rất tiếc là không được, cho nên là trong thời gian sắp tới nếu như được có cơ hội thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn nhé. Các bạn có thể thấy